Ơi cái gì? Chỉ vì hôm nay tớ không có xe nên tớ mới phải đi nhờ cậu đấy. Mà tại vì cậu làm hai đứa phải đi học muộn rồi này. Không phải cái gì nữa. Nốt lần này thôi, đi học muộn là ông bảo vệ không cho chúng mình vào trường nữa đâu. Khổ quá. Khổ cái gì? Hay là cậu muốn lên đèo tớ? Chân cậu thì ngắn, trời thì nắng đôi, đèo bao giờ mới tới nơi? Khổ quá, xe tuột xích rồi, đạp bao giờ cho tới nơi? Hà Sam, tại cậu mà hôm nay tớ phải đi học muộn đấy. Tại cậu ấy. Không phải tại cậu ấy. Tại xe cậu đẻo ấy. Tại cậu đi nhờ xe tớ thì có ấy. Thôi cậu im mồm đi. Cậu im đi. Thôi bây giờ nhá, cả hai đứa cùng im. Đứa nào mở mồm ra nói trước là mất 20, chơi không? Chơi. 1, 2, 3, bắt đầu. Chị thua. Oh no. Bác bảo vệ ơi, mời lên dọc cái cổng. Cứu tôi với, tôi sợ độ cao lắm. Quý Hiếp ơi, cậu đứng im đấy, không gió thổi một cái là cậu bay mất sát đấy. Để tôi thả quả bóng này lên cho cậu ôm vào rồi cậu nhảy xuống nhá. Quả bóng Betty thế kia bay xuống. Tớ có mà veo mồm mà. Thế thì Quân Hiếp ơi, gậy ơi, cậu ôm gậy mà xuống. Ôm gậy mà xuống. Tớ sợ lắm rồi, mẹ ơi, bố ơi, cứu tớ. Con à. Alo. Con gái bà đang ở trong tay tôi. Liệu mà mang 5 tỷ đến chuộc? Nếu không thì hai mẹ con bà sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp nhau đâu. Ôi trời ơi, Hà Sam ơi, con có làm sao không? Này, này, tôi nói cho các ông biết nha, các ông ấy không được sờ đến cái lông chân của con gái tôi. Tôi sẽ mang tiền đến mà chuộc nó về. Nhớ đến đúng hẹn. Nếu không, con bà thế nào thì bà tự hiểu. Cái lời thằng bắt cóc nó nói với cô là như vậy đấy hai cháu ạ. Vậy hả cô? Ôi, bây giờ đầu óc cô loạn hết cả lên rồi các cháu ạ. Hai cháu ấy giúp cô với nhá. Đi cứu Hà Sam luôn đi. Cứu. Nhưng mà Hà Sam có phải bạn của cháu đâu cô. Bạn ấy bị bắt cóc thì có liên quan gì đến cháu đâu. Hà Sam là bạn của cháu ấy cô ạ. Quân Hiếp, lên đường. Quân Hiếp, đứng dậy mà đi, việc gì phải cúi thế, đi. Im mồm, không cái gì. Mày có tin là tạo thịt mày ngay ở đây không? Hay là mày thành món gà rán không? Liệu mà bảo mẹ mày mang tiền đến cho tao. Nghe chưa? Người ơi! Đồ máu! Người là ai? Rồi. Thả cho tớ với. May quá tự dưng lại có cậu đến cứu tớ ấy. Thôi, về thôi. Các bạn ơi, hãy đăng ký và bấm chuông để nhận